Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở đường Hòa Hưng, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, thông từ đường Hòa Hưng thông qua hẻm của đường Tô Hiến Thành ha, đường 246 Hòa Hưng thông qua 131 đường Tô Hiến Thành nha. Căn nhà này có phân khúc 3 tỷ hơn một chút. Chủ nhà đang để trống căn nhà này ha. Trong vòng nếu mà 2 tuần mà chủ nhà bán được thì chủ nhà bán, còn không bán thì chủ nhà sẽ xây mới và chủ nhà sẽ cho ra cái giá mới cho cô chú chị. Địa chỉ nhà mình là 246/91C, đường Hòa Hưng, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Hẻm này hẻm thông từ đường Hòa Hưng qua đường Tô Hiến Thành. Gần chợ Hòa Hưng, gần chợ Hòa Hưng, gần khu câu lạc bộ Lan Anh, gần dòng xe công trường dân chủ. Căn nhà mình có kích thước ngang là 4m và dài gần 8m, diện tích đất công nhận là 30m ha. Và Vũ Hồng cho cô chú chị bạn xem cái sổ trước rồi Vũ Hồng sẽ review căn nhà này cho cô chú chị bạn xem nha. Thì cái sổ nhà mình đây. Nhà mình thuộc phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì căn nhà mình đây, địa chỉ nè, thửa đất nè đó. Nhà mình địa chỉ 246/91 Hòa Hưng, phường 13 quận 10, diện tích đất được công nhận là 29.1 và diện tích hoàn công là 58.2 ha, 58.2 một trệt một lầu nha. Nhà một trệt với một lầu ha, diện tích sử dụng riêng nha. À, nhà thì có giấy sổ hồng riêng, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Còn về bản vẽ là sơ đồ bản vẽ nhà mình đây. Nhà mình có hướng chính là hướng đông, là sang đông bắc một ít ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại cái giá chủ nhà đang kêu bán ở phân khúc trên 3 tỷ nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng để mình đi xem. Tại vì chủ nhà nói với Vũ Hồng là cái giá này là chủ sẽ bán trong vòng 2 tuần. Nếu như bán được thì bán, chủ nhà sẽ thương lượng trực tiếp với cái người mua. Nếu như mà mua được thì chủ nhà hỗ trợ giấy phép để mình xây lại. Còn nếu như mà không, nếu chưa bán được thì chủ nhà sẽ tự xây lại và chủ nhà sẽ bán. Nhưng mà lúc đó cái giá sẽ khác nha. Hẻm này hẻm thông, xe cộ qua lại rất đông đúc, cô chú chị bạn để ý nè. Xe cộ qua lại như qua lại lùm nộp luôn. Ở đây thì mình có thể buôn bán làm tiệm tạp hóa, chạp phô, tiệm tóc, tiệm nail gì cũng được ha. Mình đi ngoài đây mình xem thử nè. Đây cô chú chị bạn, hướng này là mình sẽ đi về, hướng này là mình đi về bên cho đường Hòa Hưng nè. Hướng này là vô qua đường Hòa Hưng nè ha. Đó, chút xíu đó, ngay chỗ đó đây khoảng chừng 40 mét là tới cái đường Hòa Hưng rồi. Đó. Còn bên đây, hướng này nè cô chú anh chị, hướng này nè. Hướng này là mình đi qua đường Tô Hiến Thành, hẻm 131 Tô Hiến Thành. Xe phía sau nè con. Và địa chỉ nhà mình đây ha, hẻm 322 là hẻm cũ, hẻm mới là 246 hẻm cũ, hẻm mới là 322 nha. 322 nhà mình một trệt với một lầu nè cô chú anh chị. Đó, một trệt với một lầu, diện tích 58m2, 58m2, hoàn công đầy đủ luôn nha. Hướng nhà này là hướng đông, là sang hướng bắc một ít ha. À, bây giờ mời cô chú anh chị bạn vô trong, xe cộ quá trời đông luôn. Đường này xe cộ qua lại cực kỳ đông luôn cô chú anh chị. Cái hẻm chính đi từ bên đường Hòa Hưng qua đường Tô Hiến Thành ha. Thì ở ngoài đây nè, cô chú anh chị bạn thấy hẻm này nó sẽ chắc là hẻm nó mở ra tới đây. Thì mình xây mình vừa tới đây đi. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ở trên đây là nhà mình là đài đúc bê tông cốt thép, cái sino này nha. Sino đúc bê tông cốt thép, hiện tại thì nhà này cũng cũ. Nếu mình về mình sơn sửa lại thì mình lót lại cái nền gạch mình mới ở á. Thì đây đúc bê tông cốt thép, ở đây cũng đúc bê tông cốt thép luôn. Đó, đường nè. Thông thoáng cực kỳ, đối diện với nhà mình là cái bức tường bên đây ha. Không có đối diện với nhà hàng xóm lân cận nha. Bên đây có cây cối mát rượi ha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn nè. Đó, bên đây cây cối chim hót rồi ha. Nhưng mà cái là hướng này xe này nó đông quá à. Phù hợp cho những cô chú anh chị bạn nào mà thích xe cộ qua lại đông đúc và mình buôn bán luôn nha. À, cái này ở thì nó hơi ồn, tại vì mật độ xe cộ qua lại nó quá đông nên mình thấy mình cũng ở thì nó ồn ha cô chú anh chị. Nếu mình muốn ở thì mình phải làm nhôm cách âm, rồi nói chung là hai lớp cửa để cho đỡ ồn á cô chú anh chị. Lúc trước là ở đây là chủ nhà bán đồ nè, nơi đây là những cái móc treo đồ nè, móc treo đồ để bán nè ha. Rồi ở trong thì nhà mình có một cái lớp cửa bảo vệ bên trong, ở ngoài lớp cửa sắt, là trong đây là có một lớp cửa sắt với kính nha. À, từ đây khung dương trở vô nè. Chiều ngang là Vũ Hồng xin nhắc lại là chiều ngang nhà mình là 4m nha, và chiều sâu vào là 8m. Nhưng mà diện tích đất được công nhận là 29 mét mấy, gần 30 ha, cho 30m đi. Nhà có giấy chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên.
và cái giá chủ nhà đang kêu là 2380. Ủa, 3380, 3 tỷ 380 triệu. Nhưng mà chủ nói á, giá này là còn thương lượng nha. Giá này còn thương lượng nha cô chú anh chị. Giá này còn thương lượng ha cô chú anh chị. Bạn nào có nhu cầu thương lượng trực tiếp chủ thì Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá nha, chứ không phải là giá là chủ nhà đưa ra là chết giá đó nha. Nhưng mà sau 2 tuần nếu như mà chủ nhà không bán được thì chủ nhà sẽ làm lại mới nguyên căn này, nhưng mà lúc đó chủ sẽ đưa ra cái giá khác nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị bạn vô trong mình xem nhà tiếp bên trong nè. Ở đây có một bức tường ha, thì ở đây do chủ nhà buôn bán lúc trước buôn bán á, do lúc trước chủ nhà buôn bán á, nên là chủ nhà có dán tường nè, ở dưới lên nè, dán lên cao lên tới đây đó, dán giấy dán tường ha. Còn về không thích thì mình sơn lại thôi. Nhà mình thì đúc bê tông cốt thép, cái đà này nó chắc cô chú chị bạn nhìn thấy không, những cái nhà mà có đúc bê tông cốt thép á, mình thấy cái đà nó lộ ra rất rõ luôn nè, đây nè, rất chắc chắn luôn mà cũng còn rất là cao ha. Từ phía trong đây là cái gian bếp với cầu thang đi lên. Còn nếu mình muốn tận dụng rộng thì mình đập cái này luôn, làm phía bên trong cho nó rộng ra ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn vô bên trong để mình xem nè. Bên trong đây thì có một cái nhà vệ sinh nằm bên trong. Đó, nhà vệ sinh này cũng cũ về, mình gắn đèn đồ lại nha cô chú anh chị. Nó rộng á, nhà mình thì vuông vắng 8 sâu vô 8 mét, dài vô tới đó đó, nhà vệ sinh đây. Thì nếu Vũ Hồng, theo Vũ Hồng nghĩ á, nếu như mà về mình làm á thì mình làm cái cầu thang ở đây, thì cái nhà vệ sinh nó nằm dưới đây chứ không cần làm bự như vậy đâu, để không gian này buôn bán kinh doanh đồ cho nó rộng á. Và đây không gian của gian bếp nhà mình. Cầu thang thì chủ nhà có đổ cái bậc đúc đi lên nè bằng đá mài nè ha. Đây là giấy dán tường nha cô chú anh chị. Rồi cầu thang đi lên lầu là cầu thang bằng khăn gỗ ha. Mời cô chú anh chị bạn đi lên trên lầu ha. Ở đây chủ nhà cầm cái này mở ra để đóng lại để máy lạnh nó không thoát không khí nè. Ở trên lầu này thì hiện tại là gác này là gác đúc giả, gác giả, gác gỗ á cô chú anh chị. Về mình thích làm lại thì mình làm cho nó rộng nè cô chú anh chị bạn nhìn nè. Không gian nhà mình ở bên đây là có cái cửa sổ mở ra được. Nhà mình đây thấp hơn nhà mình mở cửa sổ được. Bên đây cũng có một cái cửa sổ đó nè cô chú anh chị. Đó, bên đây cũng có một cái cửa sổ nè ha. Đó, mình nhìn lại toàn bộ xung quanh nhà mình đi. Đó, nhìn lại nè. Nhà vuông vắng, không có bị tốp hậu gì nha cô chú anh chị. Cô chú chị bạn nào thích nhà vuông vắng không bị tốp hậu đồ thì mình tìm hiểu căn này ha. Đây phía ngoài nè cô chú anh chị, cái xino ở cái ban công phía ngoài này là đúc thiệt nha. Đó, ban công phía ngoài đây là đúc thiệt nè, mời cô chú chị bạn ra ngoài đây mình xem nè. Đó, cô chú chị bạn nhìn ha. Ở trên đây là cái ban công mình nó dài ra vậy nè. Ở đây có cái cửa sổ rồi ha. Ở đây có cửa sổ ha. Bằng gỗ ha. Rồi, ở đường nè, đường này hướng này là cô chú chị bạn mình, hướng này mình thông qua bên kia là ra 131 đường Tô Hiến Thành, gần ngay chỗ chợ Hòa Hưng. Còn bên trái thì ngay chỗ Bixi Tô Hiến Thành đó cô chú chị, bên phải là chợ Hòa Hưng. Hẻm 131, hẻm 131 ha. Còn bên đây là cái sân của Hòa Hưng nè. À, đối diện với mình là cây cối ha, vàng mướp rồi ha. À, cô chú chị bạn nhìn ha, xanh tươi mát rượi. Nhà mình không có đối diện với nhà hàng xóm nha, nên là khu bên đây là nhìn bên đây là rất thoáng luôn ha. À, hướng này quay qua bên phía, để Vũ Hồng coi lại cái hướng hồi nãy ha. À, Vũ Hồng xin lỗi ha. Căn nhà mình là có hướng chính là hướng tây nam nha cô chú anh chị. Cái đường này mới đúng nè, chứ không phải mép bên đây nha cô chú anh chị. Mép đây nè cô chú anh chị, mép đây nè. Hướng nhà mình là hướng mép đây là hướng tây nam hả cô chú anh chị. Tây mép đây là tây nam nè, đây là đông bắc. Đó, còn hướng đây là tây nam nha. Nhà mình là hướng tây nam ha. Diện tích đất đang sở hữu là 21.1 mét nè. À, 21.1 nha cô chú anh chị. Và nhà mình có hoàn công đầy đủ ha. Thì nếu như mà cô chú anh chị bạn thấy căn nhà này ưng ý thì alo cho Vũ Hồng để mình đi xem nhà nha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này địa chỉ là 246/91C đường Hòa Hưng, phường ở đây là phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm này là hẻm thông từ 246 Hòa Hưng thông sang hẻm 131 đường Tô Hiến Thành, phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình có kích thước ngang là 4m và chiều dài nhà là 8m, diện tích đất được công nhận là gần 30m. Nhà vuông vắng ha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Và cô chú anh chị bạn nếu mà muốn đi xem nhà thì alo cho Vũ Hồng
để Vũ Hồng dẫn đi xem nhà. Còn nếu như mà mình có bạn bè, người thân của mình có nhu cầu xem nhà thì hãy chia sẻ cho họ cái video này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin nhắc lại cái giá chủ nhà đang đưa ra là 3 tỷ 380 triệu. Giá này là chủ nhà nói là còn thương lượng nha, còn thương lượng nha. Nên cô chú anh chị bạn nào mà thấy ưng ý thì cứ đi xem xong sau đó Vũ Hồng sẽ sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm ha. Cô chú anh chị bạn xem hết video nhớ bấm Vũ Hồng một like nha cô chú anh chị. Bấm like thì không có tốn tiền gì hết, nhưng mà khi mà Vũ Hồng up video mới lên á, được cô chú anh chị bấm nhiều like thì Vũ Hồng càng vui, càng có động lực hơn để quay nhiều video hơn cho cô chú anh chị bạn xem. Nếu muốn đi xem nhà thì cứ kết nối Vũ Hồng qua số 0933797979. Còn nếu muốn xem sổ thì kết Zalo qua số 0963101010. Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem ha. Cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà nha. Và nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh và nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên thì mình xem được liền ha. Mình thấy video up lên nếu thấy ưng ý thì đi xem liền. Còn nếu mình chưa muốn đi xem hoặc mình thấy căn này không ưng ý mình thì mình cho nó qua. Như vậy thì sẽ không nhỡ được cái video. Tại vì Vũ Hồng thấy là có một số cô chú anh chị bạn á xem YouTube á, cái mở lên cái nói là sao bán rồi, mới có 2-3 tháng bán rồi. Tại vì mình không có đăng ký kênh, khi mà YouTube nó chạy vòng đến khi mà mình xem được rồi á, hoặc có một người bạn nào chia sẻ cho mình được video này, mình xem cái mình thấy là người ta mua rồi, cái mình thấy ồ sao mà tôi xem trễ quá vậy. Vậy là tiếc ha, đăng ký kênh nó không có tốn tiền và cũng không có cái hại gì ở đây á. Nên cô chú anh chị bạn nhớ đăng ký kênh nha, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, và nhớ bật cái chuông lên. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn ở những video review nhà lần sau ha. Xin chào nha.